Nhà chức trách Cộng hòa Dominica cho biết ít nhất 21 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng sau khi những trận mưa xối xả trút xuống nước này cuối tuần qua. Theo Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Abinader, đây là đợt mưa lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Caribe này. Mưa to đã gây lũ lụt, làm sập nhà và hư hại cơ sở hạ tầng tại Cộng hòa Dominica. Cơ quan khẩn cấp cho biết khoảng 13.000 người trên cả nước đã phải sơ tán và phần lớn trong số 32 tỉnh đang trong tình trạng báo động do mưa lũ. Học sinh nghỉ học đến ngày 22 tháng 11 để đảm bảo an toàn. Trong số nạn nhân thiệt mạng trong đợt mưa lũ tại Cộng hòa Dominica có 4 người Mỹ. Đại sứ quán Mỹ cảnh báo mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có thể tiếp diễn trên cả nước Cộng hòa Dominica trong 24 giờ tới.